Vậy là chỉ còn vài giờ nữa thôi, chúng ta sẽ bước qua thời khắc giao thừa của năm 2019 qua đi và chúng ta đón chào một năm 2020 sắp tới. 2020 sắp tới dự đoán kinh tế sẽ còn nhiều thử thách và khó khăn. Tuy nhiên trong những sự thử thách và khó khăn đó, Dũng tin là ngay cả Dũng và các anh chị đầu tư, những người luôn theo dõi Dũng mỗi tối 8 giờ trên kênh YouTube và trên website qua.youtube.com sẽ định hình cho mình được một cái phương pháp đầu tư và cái nội lực đầu tư một cách rõ ràng hơn. Những sự khó khăn và thử thách đó chúng ta sẽ trưởng thành hơn rất nhiều trong vấn đề về đầu tư. 2020 Dũng không cho những cái thời khắc cuối cùng như thế này, Dũng cũng không muốn trao đổi quá nhiều về các số liệu tài chính, số liệu con số nữa. Nhưng Dũng tin 2020 cái dòng vốn của các nước như là Thái Lan, Hồng Kông, Macau, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Âu, Châu Âu sẽ đổ vào nền kinh tế Việt Nam rất nhiều. Vì Việt Nam là một nền kinh tế cực kỳ sơ khai và có rất nhiều thứ để làm và họ sẽ nhìn thấy những cái sự hấp dẫn đó. Tuy nhiên những sự hấp dẫn đó nó cũng sẽ đi kèm với một cái nền kinh tế nhỏ bé sẽ còn nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng Dũng tin luôn, ngay cả Dũng và các anh chị chúng ta sẽ đồng hành với nhau và đi với nhau một con đường rất dài và sẽ trao cho nhau những giá trị. Những thời khắc cuối cùng của năm, Dũng cũng như một lời tri ân, Dũng cũng cảm ơn tất cả anh chị. Thứ nhất là các anh chị học viên, các anh chị khách hàng, các anh chị quản lý đầu tư và các anh chị luôn luôn theo dõi Dũng mỗi tối 8 giờ trên kênh YouTube, các trang mạng đã luôn luôn tạo động lực cho Dũng để Dũng chia sẻ nhiều hơn. Vì mỗi lần những cái sự chia sẻ đó, chính Dũng là người trưởng thành hơn và những cái kiến thức chia sẻ càng ngày nó càng chất lượng hơn, trưởng thành hơn và mang lại nhiều giá trị hơn cho tất cả các anh chị. Cuối cùng bước qua năm 2020, Dũng cũng chúc các anh chị thứ nhất là có nhiều sức khỏe. Vì giống như nội lực tài chính của một doanh nghiệp, chúng ta có nhiều sức khỏe chúng ta sẽ vượt qua được nhiều phong ba bão táp, những khó khăn, những vấp ngã để chúng ta sẽ vượt qua được thành công hơn trong thời gian sắp tới. Thứ hai nữa là cũng rất mong các anh chị sẽ nhận được nhiều sự thành công và thành công hơn trong sự nghiệp của anh chị. Và chúc các anh chị nhận được nhiều may mắn và đại may mắn của năm 2020. Và như một lời tri ân sâu sắc, cảm ơn tất cả anh chị đã luôn luôn đồng hành với Dũng trong thời gian vừa qua để Dũng chia sẻ nhiều hơn, có nhiều động lực hơn. Và Dũng cũng mong các anh chị vào những cái thời khắc cuối cùng của năm này, chúng ta sẽ ở bên gia đình quây quần với nhau để nhìn lại một năm 2019 và đặt ra những cái mục tiêu cụ thể cho năm 2020 để chúng ta sẽ đạt được. Dũng cũng sẽ đạt được và các anh chị cũng sẽ đạt được. Dũng cũng sẽ đầu tư thành công hiệu quả và các anh chị cũng sẽ thành công hiệu quả. Chúc anh chị một năm 2020 thành công và thành công, sức khỏe và may mắn, và thật nhiều may mắn. Dũng xin chào và Dũng xin hết.